Những tháng đầu năm, giá thức ăn chăn nuôi cao, đầu ra không ổn định, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những nỗ lực để duy trì sản xuất, giá trị sản xuất trong quý 1 năm 2023 của ngành chăn nuôi vẫn tăng trên 4,6% so với cùng kỳ, ghi nhận của phóng viên thị trường. 3 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trên địa bàn Thanh Hóa đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Bên cạnh các dự án chăn nuôi trọng điểm, quy mô lớn, thì các hộ chăn nuôi trang trại gia trại vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Quan trọng là cái hình thức mình chăn nuôi, theo cái kiểu như là mình nuôi theo cái việt tinh nhà Việt Gáp, đấy, để đảm bảo được cái nguồn cung. Chăn nuôi bây giờ cũng đang rất là phải gồng mình lên để duy trì. Từ cái nguyên liệu đầu vào mình phải mua hoàn toàn thuốc men, tất cả những cái chi phí nó rất là cao và đang tất cả trang trại đang hết sức cố gắng. Dù nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1, song ngành chăn nuôi, nhất là nuôi nông hộ gia trại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo tính toán, nếu thực hiện tốt an toàn sinh học, không để xảy ra dịch bệnh, giá thành chăn nuôi lợn ở các doanh nghiệp từ 50.000 đến 52.000 đồng một kg, ở các trang trại khoảng 55.000 đồng một kg. Tuy nhiên, giá lợn hơi hiện bán ra chỉ từ 47 đến 50.000 đồng một kg dưới giá thành sản xuất. Nên đàm phán các đơn vị cung ứng để cho nợ tiền thức ăn để tiếp tục duy trì sản xuất, tiếp tục phải duy trì chuồng trại, chuẩn bị con giống, chờ tín hiệu tích cực của thị trường, chúng ta tiếp tục tái đàn, tăng đàn. Trong quá trình tái đàn, tăng đàn, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Về lâu dài, để phát triển chăn nuôi ổn định, trên cơ sở quy hoạch các vùng nuôi, các địa phương cần giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, khuyến khích phát triển các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, tiêu thụ sản phẩm. Việc phát triển chăn nuôi theo chuỗi là giải pháp quan trọng, giảm chi phí sản xuất và áp lực đầu ra cho sản phẩm.